Diễm My mấy bữa nay có lên thăm thầy nữa không? Không. Thì chắc lên thầy mấy giờ bữa trốn á, trời giờ bên tỉnh Thác đang xây dựng, đang vụ tòa án rồi đang xử mà đi đâu? À, là tòa án xử là không lên thầy nữa. Ừ, mà còn nhiều người nói là Diễm My phải ở tù. Ủa sao vậy thầy? Không biết, thì do cha mẹ nó kiện cáo gì đó rồi kiện sao sao đó. Do đổ thừa bên tỉnh Thác nhốt nó, bắt nó, ép nó. Còn nó thì nói ngược lại, nó quý bao lắm được ở đó, và nó thấy tu, thấy nó khích ở đó. Trái chiều hết thầy, không hiểu lý do gì. Cha mẹ thì kiện thế này, con thì nói ngược lại thế kia. Rồi những người đệ tử trong đó cũng đây là khoảng luôn ông Tùng Văn. Hỏi chung mấy chùa mà nói chùa là tu hay tà đạo, ngoại đạo. Chính trong đệ tử ruột mình nói luôn, từ cụ già đến cụ trẻ luôn, rồi đến đệ tử ruột mình. Còn đứa thì nó ngược lại, nó về đó nó hạnh phúc và nó sung sướng, nó vui. Còn người ở đó luôn mà lại là nói là không có tu hành gì. Thầy thấy Diễm My nó về tỉnh Thất nó ở, thầy thấy Diễm My sung sướng không? Chính nó cảm nhận chứ không. Trời ơi, hỏi cái người phỏng vấn, cái người ở, tự nhiên cái hỏi thầy có sung sướng không, lẽ thầy sung sướng giùm. Thầy thấy sung sướng không? Theo thầy thì nó sung sướng nó mà ở, chứ không sung sướng nó bỏ đi đâu rồi. Mà con người tại mình không đi, chứ còn nhà cửa nào cũng có cửa, không lẽ đóng cửa hoài? Lung canh đang tiếp khách hay đang mở cửa giọt, còn mấy tối nhảy hàng rào mấy hồi. Đó là không muốn đi á thầy. Ờ, không muốn đi đừng đổ thừa rồi, hay nó khích ở đó. Hoặc nó khích đâu mấy ông khai chạy trẻ trong. Bọn nó khích gì gì trong cái chùa, trong cái đó chỗ đó. Đi tu mà sướng sướng ngồi. Vừa rồi tỉnh Thất Bồng Lai ra tòa, thầy có biết không? Gì? Tỉnh Thất Bồng Lai bị ra tòa, thầy có biết không? Thì đang ra tòa đó, đang giải quyết đó. Mà thầy nói chưa xong đâu. Mới kết luận một phần nào đó là xong một cái vụ án. Còn nhiều cái vấn đề nữa còn tiếp. Biết đâu kéo dài 3-4 năm chưa xong. Thầy nói bảo đảm 3-5 năm chưa xong. Đừng có nói mà hô xong liền. 3-5-5 năm xong cũng chưa xong. Giờ nếu diễn xử thì diễn xử cái vụ gì nữa thầy? Thì ví dụ như cái vụ khác. Ví dụ cái đây cái kia là xử xong rồi, tới cái vụ khác. Cái vụ kia là vụ nó đang xử về vấn đề là ông thầy Nhị Nguyên bị đánh đổ máu thương tích đầy hờ. Còn 11 nó xử vụ là Diễm My trốn nhà trốn cửa với ông Tùng Văn giữ nó. Mốt cái vụ thứ ba là cái vụ là cái vụ mà đang cái vấn đề là xây dựng. Vụ thứ tư về vấn đề là mai mốt nó tóm gọn là chưa vô giáo hội, giáo hội không chấp nhận là cách thờ cúng rồi trang trí về kiến trúc vợ như là hoặc đồ để nhiều. Rồi thứ năm á, dính líu cái vụ mà ADM này cũng chưa hoàn thành. Rồi thứ sáu nữa để xích mít nói tóm gọn giữa gì đó tờ Khanh Tùng gì với bà Nguyễn Thị Phương Hằng với ông Tùng Văn, nó đối lập giữa con kiện cha, rồi nó dính líu tới bà Hằng. Không, nói chung là nếu như mà muốn uống một cái loại thuốc gì thì phải hỏi ý kiến bác sĩ đúng không thầy? Đúng rồi. Cái người mà không có bằng cấp gì hết không mà có bằng đưa cấp thuốc là vi phạm quên là chết người ta là phải bồi thường sinh mạng. Mà đưa thuốc gì đâu biết thuốc gì đâu. Đúng không rồi thầy? Phải rõ quy. Trời thở giờ thầy ho mà cho thuốc nhức đầu. Dạ. Rồi giờ thầy người lớn ho mà cho nước nít khô hờ trẻ em. Rồi bà già mà cho cái gì nó tâm cho nít sao được? Cho dạy sao uống đúng không? Ừ đúng rồi. Thầy cũng cẩn thận. Thầy nữa giờ thầy thầy đề phòng thì biết hết chứ. Đâu ơi, người ta bác sĩ mà không biết. Không người ta lạ quắc rồi bơ đêm thuốc rồi thầy. Đưa rồi uống được chơi chết anh chị. Khúc đái mà cho khúc ỉa. Sao mấy bạn lại? Đâu có dễ là thuốc thầy. Ừ. Lỡ đưa thuốc trục uống chết sợ đúng không thầy? Ủa, mày mày tàn nói câu nào cũng độc địa hết. Cái người sống không sống mà nói chết không? Cái ngày chết.
Nói chung là thuốc phải bác sĩ kê đơn mới uống. Ờ, mày nói vậy đi. Ừ. Nói câu nào cũng độc vậy á. Người ác cứ nghĩ việc ác để làm không? Thà mà thà nghĩ con ác à? Sao không ác? Con ác là con... Con gì? Cúng dường thầy nè, mua lo chăm sóc tình, chăm sóc tình. Đi chùa nhưng biết đâu người đi chùa mà làm chuyện ác của mày gì, mày ăn cướp mày trộm ai cái mày vô nè, cầu phà thôi tôi cúng cho chịu này, đừng ở tù, đừng có bị xử bắn, đúng không? Tôi hứng, người mà cúng không lương thiện ta còn khổ hơn, cúng mà tụng kinh hoài nó không hết nạn, mà lãnh nạn giùm nữa chứ. Này, tôi có tù, thì có tù giùm nhé. Chết vậy luôn. Phải không? À, bậy quá. Bậy quá hả? Vậy đừng nghĩ cầu vậy nha. Ừ. Để cái chết. Chết thì... Thầy làm hoa đẹp quá. Cảm ơn chị Thương Nguyễn Hà Nội nha. Chị Văn Lâm, chào nó lên xa xứ. Đây chim nhiều quá thầy. Ừ. Chào cô Yên Nguyễn. Chim cây bồ đề, nãy giờ tụi con đòi bắn chim và ăn chim nên chim nữa bay mất tiêu. Dạ. Chim trên đầu chim bay lên. Thầy biết có mấy loại chim thầy? Hả? Trên một ngàn, 1000 loại chim á. Có loại chim nào không biết bay không? Có. Đó nghe con gái nói chưa? Ừ. Nào hay là mày nghĩ chim gì vậy? Coi chừng hỏi chim gì vậy? Chim gì thầy? Chim cánh cụt. Chim cánh cụt mà, chim cánh cụt. Chim hai chân, chim hai tay. Ủa chim cánh cụt cũng hai chân thầy, cũng hai tay. Đấy đó, vậy á, nó không nói á. Ê, loài cu nào mà không biết, loài cu nào mà ở dưới đất? Cu đất. Cu đất à? Cu đất thì ở dưới đất. Nhưng mà đứa khác nó không nghĩ vậy hả? Cu xanh, cu ngói à. Nào giờ có con chim nào khổng lồ đậu trên cái bồ đề của thầy không? Chưa. Yeah. Chim thì có nhiều nhưng mà chim nhỏ không, chưa chim to. Dạ. Yeah. Con chim nó bự như ăn khế trả vàng á thầy à. Thường nó lại bỏ vàng. Nó cõng nó cõng thầy tới đổ vàng được không? Chà, không có cõng thầy ra cung đảo ra cái hòn nào giữa đảo á. À. May cái túi ba gan. Dạ. Yeah. Thầy là chắc thầy may cũng chụp gan ba gan gì đó. Chim. Theo thầy may bao nhiêu gan thầy? Thầy hả? Nó cho 3 gan, thầy quốc 9 gan. Dạ. Yeah. Ủa thầy có 9 gan thôi thầy? Ít rồi. Ừ. Sao thằng lái luôn có bao tải? Bao tải xíu mà, không có nhiều đâu thầy. Đúng rồi. Thầy có 90 gan thôi thầy. Lấy cho nhiều phải không? Dạ. Đúng rồi, xong thầy rớt xuống luôn. Ừ, con chim nó đâu có nổi đâu. Nó bay không nổi, té chết. Đúng rồi, đúng rồi. Thầy đang nói chủ đề chim. Chim mà đậu ngay chùa hơn lắm không thầy? Mày rất đúng đầu. Có khi nào chim mày rớt trúng thầy không? Có. Thầy đang ngồi dưới gốc cây á. Thế nó ỉa lên. Rồi sao đó thầy? Thì ỉa lên trên đầu, ỉa xuống. Rồi thầy cứ đánh, thầy bắt nó, thầy đánh nó. Sao bắt được đâu. Thầy... Do mình ngu mình ngồi ngay chỗ nó đang ngồi chi. Yeah. Nó ai kêu mình không né. Nó chim mỉa là chúng mình là chú số thầy. Phải không? Như dễ gì không? Chúng. Nói nhớ nha. Ở đâu? Hôm nào thầy lái chim ỉa xuống đầu. Ừ. Là trúng số. Ừ. Nhưng mà thầy bị chim ỉa vô đầu à. Ngồi với cái bồ đề nè. Ừ. Ngồi cái bồ đề là chim nhiều luôn á. Ê nè. Cái bàn này xong rồi kia đốm đốm chân chân trắng ở trên cái bàn quá trời. Ừ. Nhưng mà đừng cho chim đá vô miệng là được rồi. Chim sao đá vô miệng, mày làm như là mày ăn chim hay mày bú chim à? Cấm đầu xe trước cổng. Ờ, tự nhiên chim mà chim trong họng. Ha, nó bậy á. Chim nó đá vô miệng, ai nó trong họng. Ờ, chim mình đi chí miệng với họng mà cái nào. Bởi vì mày nói tàn là sóc chó không? Chim tung cánh. Ờ, nó tàn là hỏi móc, hỏi méo, chân méo, chân móc hả? Nếu mà con chim nó tới mà nó ra điều kiện với thầy đổi lấy cái chuồng của thầy với lại bắt đỡ thầy ra đảo lấy vàng là thầy chọn cái nào? Vậy? Nếu mà con chim tới nó ra điều kiện là nó đổi cái chùa với thầy với nó chở thầy ra đảo lấy vàng thầy chọn cái nào? Hỏi hẻm hiểu. Đổi lấy cái chùa. Dạ. Yeah. Nó có ở chùa nó tu không hả? Chim mà cũng tu nè. Chim đâu phải người đâu. Hỏi sao này
chim chở thầy ra đảo kim ngàn tỷ. Ờ, chim mà anh đạo chở thầy ra đảo là nó chiếm thầy luôn á, nó thấy thầy đẹp quá, nó biến thành phụ nữ đẹp cái nó lấy thầy luôn. Chim có mê trai đâu mà, trước là thầy đảo là chim thầy đảo. Chim ở quay trai. Chim mê thôi. Chim mê trai. Chim này kỳ vậy ta, không lẽ, không lẽ chim này chim bị liệt. Chim liệt. Chim chỉ mê thức ăn thôi chứ chim không có mê trai. Vậy hả, vậy sao đẻ? Ủa sao đẻ là sao rồi? Chim nó cũng đẻ vậy. Có chim nó có đẻ rồi. Chim này là chim gì trời? Chim bê đê đâu có đẻ. Chim 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 bê đê. Có chim bê đê mà hả? Ủa vậy. Kiến, kiến, ý kiến cắn hồng. Ôi, kiến cắn con ngà. Vậy nha, không có nói kiến gì thôi. Nè, kia đừng nói kiến cắn cù sừng khù dù. Kiến cắn cù sừng khù dù. Này, kiến cắn hồng sừng khù dù. Kiến ngựa. Đó. Thầy bóp cái luôn thầy. Có, thả đi. Thả đi chứ đâu, thầy bóp đau bóp đâu đó. Ừ. Yeah. Thầy từ bi quá, quá tuyệt vời luôn. Nó có suối thầy à, giết động vật không? Con kiến à, thầy cũng tha nữa. Thầy đâu có, ngày nào kiến ở trong đường á, thầy quậy cà phê một ngày thầy giết mấy chục ngàn kiến luôn. Kiến nó chui vô đường thấy không? Thầy múc nguyên muỗng kiến vô ly cà phê luôn. Nuốt vào bụng luôn. Nuốt vô bụng luôn. Không chết, ngọt ngon bổ. Bé bé à? Thì thầy không biết, thì tôi chỉ có biết quậy cà phê coi ai uống rồi giờ không vớt ra thì nuốt luôn. Uống kiến bổ kiến. Kiến là bộ phận nào thầy? Yeah. Kiến là bộ phận nào mà bổ? Đúng rồi đó thầy. Yeah. Có người làm gì có kiến. Ấy, ai kêu uống không cà, không coi. Con kiến bổ con gì? Ý đâu, ý đâu có thiệt sao? Nó bổ thiệt sao? Ủa thầy làm nhanh quá ha. Chưa chi xong một cây hoa. Hả? Thì rất là đảm đang. Có nửa tiếng là làm 3 cây rồi. Thầy rất là tiết kiệm nha. Bông cũ thì vẫn còn sử dụng nha mọi người. Mấy cái bông cũ. Một máy bông này cái lấy nước rửa được không thầy? Xịt nước không thầy? Xịt nước cái nó sạch. Xịt nước và dồi mà dồi nước á. Thầy vô. Cái đó thầy phải mua cái vòi nha. Thôi để về mới biết là thầy ơi cái dây này cần bông hơi. Con đưa thầy 1.500.000 nó 3 triệu. Thầy giờ mới đi mua mai mới giùm con cắm vô cho đẹp, dục cái này giùm con cái là đúng không? Là có cái mới. Còn cái này kêu thầy gắn mới lấy gì ra mới, tiền đâu mà giờ chơi chiêu giỏi quá hả? Phật tử nghe cái câu này thì động lòng quá không nha. Ủng hộ cho thầy nha. Ủng hộ cứ đòi chia sẻ đi thầy ơi. Tại hôm nay đưa tiền cho thầy làm bà mai đi. Ông thợ cho thầy qua. Nếu mà thương yêu thương thầy thì nhớ donate cho thầy nha. Cứ để nè, để thầy mấy bao nhiêu cây mai hả? Nói tới còn củ nhem, củ nhép luôn. Nhớ liên hệ cho mười khó để ủng hộ thầy á. Đâu có nhiều, trời ơi. Về 100 cây mai có 15 triệu chứ nhiêu. Thiệt á, giờ bỏ chỉ cần 2.000 đô thôi. À, đủ mai rồi thầy vừa mua cành nè, rồi mua là đồ căng cái ba cái đồ cái cành này nè, cành này là mua 10 ký 50 chột quên 1 ký không biết không ký nhớ bao nhiêu thầy không biết nhưng chưa mua mình mua nhưng mình mua mua riêng nó có lợi hơn cái này nó nặng ký hơn là cái mai thì mình mua 1 chục ký cái thằng này riêng với 15 triệu tiền mai nữa là 20 triệu. Còn 2 triệu là mình mua cành. Mua cái cây này chả mướn họ chặt họ phơi khô 40-50 cây mới vô được. Ủa mình mướn chứ không phải là người ta cúng cho mình thôi. Trời ơi, ai mà cúng. Năm ngoái con thấy có bà già bà cúng với thầy. Năm ngoái thì cho là đằng đó người ta chặt hết đậu đóng xuống bà vụ lá cái bà lấy. Còn giờ không ai chặt cái nào bà không lẽ bà chèo lên mới chặt. Ủa như năm ngoái là bà cụ phía trước đây đúng không thầy? Đúng rồi. Giờ má mới về chia cho bà miếng đó bà cắt cắt nhà đó kêu bà cắt chùa bà không chịu cắt chùa sao không chịu cho con gái bà nhà nó của con gái anh trai bà. Anh trai nào mà muốn lấy con bà là hưởng căn nhà đó sướng quá đó là cô giáo luôn yeah. Thầy biết hết
Thầy bé đừng... nào còn chay tăng thầy bé đừng xin không chạy đấy, con bả sẽ được hưởng căn nhà hiện tại đang thấy rõ luôn. Sống theo sống phải tự lực cánh sinh chứ ai nhìn nhà nhìn cửa yêu à, tôi yêu căn nhà, tôi lấy đây là chủ yếu là tài sản chứ tôi không biết gì là về gái gú gì, mà tụi con chỉ biết là gì, tài sản là trên hết, quý giá trong cuộc đời. Tiền giống như thầy nói, thầy ơi tiền bạc không quan trọng, quan trọng không có tiền à, tiền bạc không quan trọng mà tiền ở trên hết. Thầy ở đây có mấy xe đẹp này, thầy làm mai thầy nè. Đó giờ con chịu đứa nào thầy tụng kinh chúc phúc cho. Không, con bê đê con chịu dở rồi, con không thích trai, con thích gái rồi. Thầy đăng bà vậy à, ung mong bây giờ. Thầy đúng rồi, con ung mua rồi. Chết được chưa, nào giờ này bình dựng nhỏ này à, thầy sao để nhỏ ông môi mày đồng giới với nhau mà thầy sợ bình dựng nhau với thầy gì? Sợ đâu, đừng nói à, thằng nào cũng bóng đồng giới với nhau cho nên bình nhau với bóng dựng thì giờ mình vô coi được chưa nha, bóng dựng trên giờ mình coi mấy cái ai giờ thấy là rực rỡ, mày mới với mày cũ không thấy cái nào đẹp hơn. Tụi thầy hôm nay quá trời đẹp luôn á. Cái cây kia đẹp không? Nó đẹp ghê. Bên chùa thầy đó, mai không là thầy. Có sắc sơn hang, giờ cắm thêm cây đầy bên đây nữa cái là nó đẹp. Thầy là một cây mai này thầy mà áo vàng nè. Giờ thầy đứng đây thầy cắm nhiều cành nữa nè. Tết mà ghé chùa thầy chụp hình là bao đẹp á. Đúng rồi. Ai đến chùa thầy là có sưng liền. Chụp hình có trả tiền không thầy? Không, miễn phí. Có phí ai tới chùa à, chùa mà thử đứng dưới chụp cũng thấy thầy đứng, cũng mất đứng thì răng mắt con gái này thiệt, con nhỏ này nó răng mắt bà cô, người ta đàn ông răng mắt đàn bà nó rồng mắt hơn nữa, thấy thầy chèo ghế cũng chèo ghế rắc, thầy chèo cây chứ nó cũng chèo lên luôn á, thầy chèo cây bên đây nó đứng nó ngó cây bên kia à. Thiệt con gái răng mắt quá. Bông mà nó cũng nhảy nè. Bông có còn sống hả? Bông thiệt, mày nói câu này không ai tin mày nữa. Bông mà bông còn sống thì đúng, cái cá sống thì nó còn nhảy. Mặt thầy mình tí mặt thầy rất là trai nha. Nó giòm chậm chậm, chậm vào đôi mắt tôi, cặp mắt long lanh nhìn từ dưới nhìn lên nè, cặp mắt long lanh đôi mắt lúng liếng thầy. Trời, đừng có giòm xuống dưới nha. À, giờ gì vậy à? Đừng nghe kéo áo lên rồi mày họt họt nha. Không có, em đã làm thế. Hay biết, lâu ngày chưa gặp nó. Thầy ví dụ như người ta đổ trước đám cưới rồi, có nhà thầy coi ngày thầy có coi không? Có, thì cái đó là quan trọng nhất là chuyện nhà sư sống nhờ cái đó kiếm tiền á. Yeah. Rồi ví dụ họ coi cái thầy họ cúng 50 triệu, nếu mà đúng thôi cho 50 triệu, không đúng thôi cho 30 triệu. Yeah. Thầy cần bao nhiêu là đủ thôi? Mấy chục triệu luôn thôi. Thầy á? Thì đó là mình coi là tùy lòng hảo tâm, mình không có đòi hỏi. Còn chừng nào mà Phật tử khách thức á, nếu mà thầy nói đúng cho 50 triệu, 200 triệu, 2 tỷ gì đó là cho cái người đó khách thức. Còn cái chuyện mà thầy coi sao muốn cho nhiều cho, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu gì cũng được. À, thầy cúi lên mỏi quá hả thầy ha? Ừ. Thầy mắc cái này lên cái cây bên hông cái đó, cúi xuống đó mỏi thầy. Ôi cao lắm thầy, phải vướng rồi xong rồi rớt nhanh đẹp. Cao lắm thầy, phải vướng lên thầy. Thầy làm đơn giản là thấy nó đẹp. Trời nằm đẹp thôi, cái cũ chờ cầm rồi.